mùng 3 tháng 2. Người ra cây á họ ngồi ở trên lề đường nhận người ta rất nhiều luôn, rất bao nhiêu tạo nghiệp dễ sợ. Đó, họ ngồi ở trên lề đường biết á, mình đã mạnh cái gì hôm bữa đi đường Nguyễn Chí Thanh á, để đi xe mà mấy cái bàn thờ ông bị ông thần tài này kia, rồi đang dần ở trên lề đường thì gặp một cái bạn nó chắc cũng tuổi mình á, hoặc là nhỏ hơn mình là 2 tuổi gì á, cũng tầm nói chung cũng 20 mấy rồi, 20 mấy 30 gì á, chả biết nữa. Rồi lại mà mình mua vé xe mà cái dáng vẻ giống như là bí quá bán vé số hay sao đó, chứ không có như là một cái người bán vé số bình thường, thì thấy cái dáng vẻ của cái bạn đó vậy mà giống như là thính nín này kia, giống như là tự trọng, có cái lòng tự trọng mà phải hạ mình đi bán vé số kiểu như vậy đó. Mình có mua cho bạn đó 2 tờ và mình có cho cái bạn đó đó 2 người. Mình không có nhìn rõ mặt mà cái bạn nó hơn thì nhìn rõ bạn là cái bạn đó như thế nào ra, nhưng mà theo mình nghĩ thì chắc cũng dễ thương đó, bởi vì dễ cũng đã nhỏ êm ếm và mắt kính đeo hậu xe nên là không có thấy mặt được cái bạn đó là cái mặt bạn đó như thế nào. Mua vé số và ủng hộ bạn đó thêm 2 người nữa và nó cảm ơn. Kể từ ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay thì mình cũng cứ suy nghĩ hoài mình đôi khi thì mình nghĩ là không biết là do là có nguyên nhân mà có nguyên cớ gì á mà bạn đó lại đi bán vé số, bởi vì nhìn á thì thấy cái dáng bạn đó vẫn còn trẻ, độ tuổi chắc khoảng to lắm chừng 3m32 gì là cùng ta đang kiếm một cái việc gì đó làm đi mà lại đi bán cái số mà cũng chẳng biết. Đôi khi á mình nói thì mình nói như vậy thôi, mình không có ở trong cái hoàn cảnh của người ta, mình cũng không có biết, mình cũng không có nói được, nhưng mà tự nhiên vẫn cứ suy nghĩ hoài về cái bạn đó thì suốt từ ngày hôm qua cho đến bây giờ. Đương nhiên á,